chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, bởi người ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp, bởi người ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp, chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, bởi người ta là một mảnh ghép. Long Vĩ Dạ, Lê Du Long chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Kính thưa quý vị, Tâm Đầu Ý Hợp là một chương trình dành cho các cặp đôi. Và khi đến với chương trình, các cặp đôi sẽ chia sẻ về hôn nhân, về tình yêu của họ và cùng tham gia những thử thách. Và qua đó thì họ sẽ biết được đâu là ưu và khuyết điểm của mình và cùng nhau xây dựng một hạnh phúc dài lâu ạ. Dạ thưa quý vị, chương trình Tâm Đầu Ý Hợp cũng là một chương trình chấp nối ước mơ hơn khoảng 4 năm về trước. Khi mà Lâm là một cậu bé gọi là mới nhú trong nghề thì rất may mắn một ngày nọ thì biên tập của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp có điện hai vợ chồng lên tham gia. Lúc đó thì rất là hồ hởi và phấn khởi. Lúc đó em nhìn chị Dạ và anh Đức Thịnh với một ánh mắt gọi là hâm mộ và trìu mến. Đúng rồi. Chị Dạ thì em cũng không có ý gì trong bụng, nhưng em nhìn thẳng xoáy vào anh Thịnh. Em nhìn xoáy như thế này. Vị trí đó phải là của ta. Trời ơi, nói được làm được đúng không? Đúng vậy chị ấy, vậy mà 4 năm sau giấc mơ của em thành hiện thực. Và hôm qua em có nhắn tin với anh Thịnh, em nói anh Thịnh ơi, em đã thấy anh làm MC chương trình rồi. Anh Thịnh mới trả lời một câu. Câu gì? Tuy ta có thất sủng nhưng chức vụ của ta vẫn cao hơn ngươi. Thật ra đây cũng là điều mà chị mong muốn từ rất lâu. Tuyệt vời chị ơi. Lâm ơi, tại vì biết do anh Thịnh anh bị overthinking. Đúng, cái này là nghĩa bóng và nghĩa đen. Có nghĩa là over nghĩa là bự đúng không chị? Bự anh luôn. Bự về cái bụng. Bụng. Cũng như là mọi cái suy nghĩ cũng như cảm xúc của anh đều bị over. Đúng vậy. Và có một điều chị không thích ở ảnh, đó là vì ảnh quá tự tin về nhan sắc của mình. Đúng, cái đó chỉ là quá khứ thôi. Đúng. Ngày xưa thì cái nét của anh cũng được thôi chị. Cũng được thôi hả? Cũng được thôi. Trời chị. Vậy mà mỗi một tập phát sóng, khi mà lên sóng truyền hình, lúc nào anh cũng nói cô Thúy mê ảnh là vì nhan sắc. Nhan sắc hả chị? Đúng vậy, và đến bây giờ anh vẫn còn cái suy nghĩ đó. Đó. Khủng khiếp không? Chị cảm thấy chị bị gọi là tra tấn về tinh thần. Em cũng vậy, mỗi khi mà em thấy những cái sao tết mà đăng lên em rất mệt chị à. Mệt mỏi không lắm. Em lóc. Đó. Nhưng mà cũng kỳ, anh em trong nghề không lẽ lóc. Em chỉ ẩn anh 30 ngày thôi. Thì vừa hết 30 ngày anh hiện lên, em ẩn anh 30 ngày tiếp. Và cái thao tác đó đến bây giờ cũng đã 4 năm trời rồi chị ạ. 4 năm trời. Ảnh lúc ẩn lúc hiện trong cuộc đời. Đúng. Em thấy anh lên một cái là em ẩn 30 ngày, ẩn 30 ngày. Thì ra là vậy. Em xin lỗi anh Thịnh, em làm mắc cười hơn anh rồi. Gan quá. Dạ giỡn thôi. Dạ thôi. Dạ chị đây ơi. Thôi. Dạ chắc chắn là quý vị khán giả cũng đang rất thắc mắc vì sao ngày hôm nay đứng bên cạnh Lâm Vĩ Dạ không phải là anh Đức Thịnh mà là Lê Dương Bảo Lâm. Là bởi vì ngày hôm nay là một tập phát sóng vô cùng đặc biệt, cho nên là khách mời xuất hiện cũng đặc biệt. Tại vì cái mùa đầu tiên á, là lúc đó em cũng chỉ mới thôi. Mà cái tập mới phát sóng là khán giả yêu quý vợ chồng em nhiều hơn. Và từ đó em mới phát triển những cái content về gia đình rất là nhiều. Và xin cảm ơn chương trình Tâm Đầu Ý Hợp đã tạo điều kiện và gọi là chăm sóc và nuôi dưỡng cái ước mơ để đến ngày hôm nay gia đình em và Quỳnh Quỳnh có những cái tiểu phẩm hàng ngày và hai vợ chồng kết nối với nhau thật là nhiều nhờ chương trình của mình ạ. Không chỉ riêng em đâu mà tất cả các cặp đôi khi mà đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp cũng sẽ có được một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc như vậy. Ngày hôm nay thì chương trình có liên lạc với anh Đức Thịnh, nhưng mà bởi vì cái lịch đi chơi cùng cô Thúy dày quá cho nên là anh không sắp xếp được. Thế nên là Lê Dương Bảo Lâm mới hỗ trợ cho anh Đức Thịnh trong tập phát sóng đặc biệt này . Thôi mình đừng có nói về anh Thịnh nhiều quá. Mình hãy tập trung vô chương trình đi . Và bây giờ Lâm Vĩ Dạ xin mời quý vị khán giả hãy đến với tập phát sóng đặc biệt ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị đang đến với phần 1 của tập phát sóng đặc biệt trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Nội dung của tập phát sóng đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giao lưu với khách mời đặc biệt Lê Dương Bảo Lâm. Cùng lắng không nghe chị.
MC. MC. MC chị. Dạ. Nãy nói là MC rồi chị. Vâng, dạ vâng. Nội dung của tập phát sóng đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ MC Vãn Lai Lê Dương Bảo Lâm. Đúng không? Lâu lâu đến là làm thời vụ vậy hả chị? Thời vụ em ơi. Đó là chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của cả hai MC. Và sau đó thì mình sẽ nhìn lại những cái khoảnh khắc rất là đáng yêu, rất là dễ thương của các cặp đôi khi đã tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Sau khi chương trình phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ phía quý vị khán giả. Và đó cũng là một động lực rất lớn để cho chương trình có rất là nhiều tập phát sóng cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ thì Lâm Vĩ Dạ sẽ đọc lại một số bình luận ấn tượng từ phía quý vị khán giả gửi về cho chương trình Tâm Đầu Ý Hợp ạ. Và đầu tiên xin đọc của Hiền Nữ T4801. Thích chị già nhất trong các chương trình tình yêu gây á. Cảm ơn em á. Trong chương trình này, chị và anh Đức Thịnh đều duyên và hài nên thực sự rất vui. Hai người cũng có kinh nghiệm về tình yêu rất nhiều. Đặc biệt thích hai MC chia sẻ về cô Thí và anh Hứa Minh Đạt. Kha kha, chắc ở nhà hai người này hấp xì hoài luôn. Này em nghĩ là setting chị nha. Khen gọi là khen chồng mà khen vợ. Thì em nghĩ nó là một là chị setting, hai là anh Thịnh setting. Không có. Có không? Không có đâu, thực sự luôn á là một phần mà chương trình kéo dài đến thời điểm bây giờ là quý vị khán giả rất là thú vị khi nghe anh Đức Thịnh cũng như là chị kể về hai nhân vật đó là cô Thúy và chú Đạt. Nhiều câu chuyện cực kỳ thú vị mà phải ở trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp khán giả mới biết được. Qua bình luận thứ hai nha chị ha. Rồi. Phụng Trang 2942. Cứ ai khen chị dạ là tôi like bất chấp mà công nhận. Nhìn chị dạ xinh ơi là xinh, yêu chị dạ nhất. Bé Trang trợ lý chị. Trang, chị phải là con bé này hay không? Em ơi không phải đâu, trợ lý chị là Ngân Trang. Cái này là Phụng Trang. Trùng hợp. Em tạm tin chị. Tiếp theo, bạn Đoàn xinh đẹp. Gia đình này chị có ai tên Đoàn không ạ? Không 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 ai tên Đoàn. Chị dạ rất dễ thương và xinh đẹp như một thiên thần. Ủa là chương trình về hoa hậu hay là chương trình về gia đình mà sao khen dạ không vậy? Chị có mắc cỡ không? Em mắc cỡ giùm chị đó. Ủa em sao vậy Lâm? Có nghĩa là phải chị dạ ơi, chị dạ dẫn rất là hấp dẫn và khai thác nhân vật rất là tốt. Còn này sao khen đẹp, khen dễ thương. Mà một cái điều rất là hạnh phúc ở đây là bạn thấy chị với hình ảnh của một thiên thần em à. Trời ơi, đâu phải ở cái tuổi này muốn làm thiên thần là làm thiên thần không, đâu. Không, chị có phải thiên thần, chị là mẹ thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên. Nhìn chị gọi là mưa nắng thất thường đó. Chị nó thiên nhiên á. Nắng không ưa, mưa không chịu. Đúng rồi. Không, nhưng mà dù gì cũng cảm ơn tình cảm của bạn Đoàn xinh đẹp rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã ngưỡng mộ nhan sắc thiên thần của Lâm Vĩ Dạ. Sẵn đây thì Lâm Vĩ Dạ cảm ơn từng nhân vật. Nhưng mà em xin cảm ơn ekip setting của Lâm Vĩ Dạ. MC làm không ai khen cũng kỳ. Cho nên ở nhà chị là ngay cầu Bình Lợi là có một đội ngũ khoảng 95 hacker. Bắt đầu mà mỗi khi mà chương trình lên sóng một cái là mem mà mắt thâm quần luôn. Em nói trời ơi sao không ngủ vậy, trời ơi ngủ không được anh Lâm ơi. Hôm qua setting khen chị dạ mệt mỏi quá ơi. Không có đâu, dạ Lâm Vĩ Dạ khẳng định luôn là tất cả những cái bình luận này của quý vị khán giả là thiệt sự. Thiệt sự là chương trình không có cài cắm đâu, thiệt. Cái này là comment thiệt. Em tạm tin chị. Hồi nãy giờ chúng ta chỉ nói đến những bình luận về Lâm Vĩ Dạ và anh Đức Thịnh thôi. Thế nhưng khi mà cái tập phát sóng của Lê Dương Bảo Lâm được công chiếu đến quý vị khán giả thì cũng có rất là nhiều bình luận. Bữa lương cũng không có nhiều, nhưng mà hai vợ chồng cũng đập heo là chạy, gọi là quảng cáo là 30 triệu. Em còn nhớ mãi. Ủa? Là chạy cái pen ngay cái lúc đó là nó viral và nó đẩy hai vợ chồng em lên một đỉnh cao mới. Nó giỡn, ghẹo thôi. Chứ rất là nhiều bình luận tích cực và rất là yêu mến vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm sau khi tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Đúng là nồi nào ụp dung đó. Ủa kỳ vậy? Ủa sao có bình luận này mà in lên vậy chị? Em ơi không có, em đọc ở đâu, em tự biên tự diễn ra chứ làm gì có. Đây là bây giờ xin được đọc một bình luận nói về gia đình của Lê Dương Bảo Lâm khi tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Đó là Alibaba. Alibaba. Sao mà cái tên nghe uy tín vậy? Alibaba thì ok, mà Alibaba thì 40 tên cướp là. Không có, chỉ có Alibaba thôi. Ừ, và 40 bạn setting ở nhà đó. Thương Quỳnh Quỳnh vừa chăm các con và còn chăm cả anh Lâm. Mong anh Lâm hãy dùng sự hài hước của mình để làm cho chị Quỳnh cười suốt ngày đêm nhé. Thương chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau, mãi là fan của gia đình mình. Tại vì kia vậy em thấy thương anh Lâm quá. Lúc nào anh cũng like em. Ai ngờ anh nghĩ em là mẹ hiền. Em chăm mấy gì sao lại em chăm anh giống vậy.
vậy á, còn nhiều khi anh hơn với Nhi nữa. Trời ơi. Anh cần gì đâu phải có đó chứ. Mua vậy thì lúc nào cũng mua vậy trước ảnh hết á. Em chuẩn bị khăn tắm trước, xả nước trước rồi phải bật đèn lên. Trời chứ ơi. Mà đèn tối là không chịu. Rồi em kêu dậy, chưa chịu dậy thì em chà lưng. Chà lưng rồi em khiêu khiêu cho dậy. Đi quay một ngày sáng về thì Quỳnh nhắn với trợ lý là anh Lâm gần về khoảng nửa tiếng, kêu chị dậy nha để chị chuẩn bị. Trời ơi. Ở đâu chờ em. Chỉ cần nhìn nhau là được rồi. Chứ sợ cái cảm giác mà đi về vừa mệt mà không ai bên cạnh á, cái cảm giác nó buồn á. Hồi đó em có chia sẻ là tối đi làm về là Quỳnh pha nước nóng cho em tắm. Dạ. Rồi dạo này em còn nước nóng để tắm không? Nhiều khi mà em đi làm mệt quá thì em về em ngủ ngoài đường. Ngủ ngoài đường. Em ngủ ngoài đường. Ủa? Nghĩa là có một cái kỷ niệm đó là lúc đó là lúc nào Quỳnh cũng chờ em về hết, khuya cỡ nào cũng chờ về. Đúng. Nhưng mà bây giờ Quỳnh lo rất là nhiều, công việc vừa kinh doanh vừa lo ba đứa con. Có khi mà đi về á mà điện cho Quỳnh, Quỳnh không nghe máy. Mệt quá. Mệt quá không nghe máy. Em và tài xế phải ra khách sạn ngủ. Ồ. Chỉ là chắc là mệt quá cho nên là mới không nghe được điện thoại. Đúng. Nhưng mà em cũng nên thông cảm cho Quỳnh, bởi vì khi mà tham gia chương trình thì chị nhớ lúc đó mới sinh bé đầu tiên thôi. Dạ. Bây giờ thì là đã ba bé rồi, công việc rồi quán sinh tố đủ thứ hết. Mà cái tính của Quỳnh, Quỳnh là không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đó, dù có bận bịu con cái cỡ nào thì cũng phải kiếm việc để làm. Cho nên là nên thông cảm cho Quỳnh đó. Nếu mà mình rảnh rỗi thì mình chia sẻ được cái gì cho Quỳnh thì mình cứ chia sẻ. Cảm ơn chị. Dạ, tại vì em biết trước là có ngày này, thế nào em cũng ngồi ở đây để mà chia sẻ. Cho nên mỗi tập phát sóng của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp em đều có coi hết. Wow. Và có một tập em cũng rất là ấn tượng về sự hài hước, về sự yêu thương, về cái sự hy sinh cho nhau. Đó là cặp của gia đình anh Tấn Bo và chị Xuân Nhi và anh Ngọc Tưởng với chị Lệ Thu. Lệ Thu, đúng rồi, đúng rồi. Nếu như một ngày nào đó vợ vô tình phát hiện vết son trên áo mình thì cảm xúc đầu tiên của vợ sẽ là gì? Cảm xúc đầu tiên của vợ kia mới son trên áo anh thì ra anh đó rồi. Cái hành xử đầu tiên của vợ là gì? Cái này chắc phải hỏi là ở đâu ra quá. Ở đâu ra? À dạ. Đã đặt câu hỏi đúng không? À, đúng rồi. Hồi nãy chị không có trả lời vậy nha. Trốn ra bác không? Không hỏi. Đặt câu hỏi cho chồng. Yeah. Yeah. À, chúng ta đã thành công, đã làm trong cảm ơn không trùng khớp. À. Như vậy với câu đáp án này không khớp, vui quá dạ ơi. Anh không có điểm. Không có điểm, không có điểm nè. Và khi mà vợ phát hiện có vết son trên áo mình thì vợ phải phản ứng như thế nào? Nếu thí dụ thì em nghĩ là không có để ý luôn. Không để ý luôn. Không để ý, không cần biết. Không quan tâm tới, không để ý, không cần biết. Trời ơi. Trùng khớp rồi đó. Mời em. Đúng rồi, chị cũng rất là ấn tượng trong cái tập phát sóng đó. Thì đây, có những bình luận gửi về chương trình khi tập phát sóng đó lên sóng. A Còng TT Cơm Bách: chương trình này hay quá mọi người ơi, cặp Tấn Bo và Xuân Nhi đẹp đôi quá. Đẹp đôi và rất là dễ thương luôn. Chị Xuân Nhi này á, thì em thấy là cũng y chang Quỳnh Quỳnh luôn. Có nghĩa là mỗi khi mà anh Bo đi đâu á là đều có chị đi hết. Mà chị rất là giỏi, chị vừa sáng tác nhạc luôn. Rồi kịch bản của anh Bo đi diễn là chị viết luôn. Trời ơi. Và con của anh Bo cũng đang theo nghề. Mà do một tay mẹ là quán xuyến, vừa lo cho anh Bo và vừa lo cho đứa con nữa. Trời ơi. Và đây cũng là một người phụ nữ gọi là hy sinh vì chồng, vì con, vì gia đình. Cho nên chúng ta mới thấy là cái vai trò của người phụ nữ trong cái thời điểm bây giờ đó, nó khác xa với ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa phụ nữ thì chỉ có lo việc ở nhà thôi. Bây giờ thì phụ nữ vừa phải chăm con, vừa lo gia đình, và nhiều khi là lo luôn cả sự nghiệp cho chồng nữa. Dạ vâng. Lâm bây giờ sẽ được đọc một cái bình luận của một khán giả gửi về cho chương trình. A Mốc chưa có 86. Không biết cái này là chưa có cái gì. Đó, tên cũng lạ quá. Vợ chồng Ngọc Tưởng Lệ Thu có nhiều sự đồng điệu. Hy vọng họ sẽ tiếp tục giữ lửa tình yêu để truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Đây là một cặp đôi đúng như là cái lời bình luận của bạn. Là khi mà hai vợ chồng chia sẻ về cái cuộc sống hôn nhân của họ thì đúng là truyền lửa hạnh phúc cho tất cả mọi người xung quanh. Chị cũng rất là ấn tượng với cặp đôi anh Ngọc Tưởng với chị Lệ Thu. Chị Lệ, em thấy là ảnh là một người đàn ông vì vợ và vì con luôn. Đúng. Và ảnh chỉ là người mà chứng kiến được con của mình mà bị cái tô nước lèo á chị dạ, mà đổ lên người. Và ảnh nói là từ
khoảnh khắc đó đến về sau, lúc nào anh cũng phải bảo vệ vợ anh và con anh, không cho bất cứ một điều gì, cho dù nhỏ nhặt nhất, xảy ra với gia đình của anh. Anh là một người chồng, gọi là người cha đúng mực, và lúc nào cũng yêu thương vợ con. Đó là điều mà các người vợ rất là cần ở một người chồng và ở một người cha luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là người phụ nữ, mặc dù ở bên ngoài có vị trí xã hội như thế nào, thì khi mà trở về nhà, họ vẫn muốn được nép bên lòng người chồng của mình, cũng muốn được cái sự che chở và bao dung. Và bản thân Lâm Vĩ Dạ cũng vậy. Anh Đạt ơi, hãy luôn ở bên cạnh bao dung và che chở cho em nhé. Không phải phụ nữ đâu mà là phái mạnh như Lâm cũng cần cái chở che. Chở che. Đúng rồi. Ủa? Cần cái sự chở che và yêu thương. Ví dụ nhiều khi mà làm nhiều quá, nhiều khi em cũng bị xúc động trên xe, tại sao mình phải làm việc nhiều như vậy? Đúng. Tại sao mình lại vất vả như vậy? Nhưng mà khi về nhà thì vợ mình gọi là mở cửa phòng ra và hỏi hôm nay anh có mệt hay không và tiền của anh đâu. Ủa? Là mình mệt hơn hay sao? Không, có nghĩa là đưa tiền cho vợ, nhưng mà câu đầu thì hỏi có mệt không, thì lập tức tất cả các tiền mà ngày hôm nay kiếm được đều đưa cho vợ. Và cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp thì các khách mời ngoài là nghệ sĩ ra thì còn có những bạn làm về sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Và có một cặp đôi chị cũng khá là ấn tượng và chị cũng hay theo dõi những cái clip ở trên mạng xã hội của các bạn ấy, đó là cặp đôi Dũng Ghi và Vi Phạm. Em biết cặp đôi này không? Dạ biết, một cô gái gọi là rất là cá tính. Cá tính, một cô gái với làn da rất là mạnh mẽ. Đúng. Và một anh chàng người nước ngoài nhưng mà nói tiếng Việt rất là rành. Và đúng, rất là hài hước ở trên mạng luôn. Ngoài ra còn có một cặp đôi dễ thương không kém, đó là cặp đôi Valentine và Thi Ngân. Ấn tượng đầu tiên của mình nghĩ gì trong đầu về cái người vợ của mình? Em đã cảm giác là bạn này là một người mà em rất muốn khám phá, muốn tìm hiểu thêm, đúng không? Và đến giờ thì vẫn không thể nói là đã tìm hiểu hết, bởi vì nếu mà tìm hiểu hết thì cũng là chán rồi. Đúng rồi. Ngày nào thì cũng tìm hiểu một cái gì mới mà cũng khám phá một cái gì mới. À, bây giờ vẫn còn muốn tìm hiểu nữa. Vâng, thì chắc là cả đời sẽ là như vậy. Dạ. Còn anh Dũng Ghi thì sao? Rất là đẹp. Rất là đẹp. Yeah. Nhưng mà hơi chán. Theo bạn, đặc điểm nào ở vợ thể hiện rõ nhất hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam? She sits, you know how Minh Thai sit like this everywhere. Ngồi xổm. Ngồi cho mau. The squat you're talking about. Now I'm Rua Chen everywhere. Is that? Yeah. Well, I can do it. Am I Vietnamese? Còn bạn là Valentine. Ngân rất là thích ăn mì nói chung, không bao giờ thấy no nếu chưa ăn một bữa mì phở hoặc là miến, hoặc là đặc biệt là bánh đa, bánh đa là thích nhất. Và Lâm Vĩ Dạ xin được đọc một bình luận của khán giả gửi đến cho cặp đôi Valentine và Thi Ngân. Khán giả với nickname là Chiếc Tay Valentine. Sau khi tham gia chương trình thì vợ chồng của Valentine và Thiên Ngân xem xong thì bình luận ở trên cái tập phát sóng của chính mình luôn. Đây, Chiếc Tay Valentine rất thích chương trình này. Vợ chồng tôi tham gia thấy chương trình rất là vui và thú vị luôn. Vợ chồng tôi cũng rất vui vì được gặp lại Dũng Ghi và Vi Phạm. Rất vui vì được làm quen với cặp MC Đức Thịnh và MC Lâm Vĩ Dạ đáng yêu và hài hước. Thì thật sự em rất là nể họ. Về ngôn ngữ, về văn hóa nó khác nhau rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn vượt qua hết tất cả để đúng mà rồi, đến với nhau. Vì tình yêu thì họ cố gắng kết nối lại gần nhau và xây dựng hạnh phúc dài lâu cùng bên nhau. Và khi nhắc đến những cặp đôi nước ngoài thì chị lại muốn nhắc đến anh Đức Thịnh em ạ. Anh Đức Thịnh, nghĩa là khi mà quay chương trình với anh đó, lúc nào anh cũng khoe là anh giỏi ngoại ngữ. Anh nói hả, trời ơi, thấy cái bụng anh bự vậy phải mở đâu, tiếng Anh một bùng, tiếng Anh một bùng. Trời ơi. Nhưng mà khi những cái khách mời người nước ngoài đến tham gia chương trình đó, anh lại ú ào quá. Anh không giao lưu được em à. Sao ra vậy vậy? Yeah. Vâng ạ, và đó là những cái bình luận rất là dễ thương và ấn tượng của các khán giả gửi về cho chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Lâm Vĩ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm xin thay mặt chương trình cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình ạ. Và trước khi đến với phần tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong ít phút nhé.
ơn quý vị đã quay trở lại với phần 2 của tập phát sóng đặc biệt trong chương trình Tâm đầu ý hợp. Lâm Vy Dạ muốn nghe Lê Duy Mẫu Lâm chia sẻ một chút xíu về cuộc sống hôn nhân của mình. Cho Dạ hỏi là Lâm đã có bao nhiêu năm trong cuộc sống hôn nhân ạ? Dạ, tính từ lúc yêu luôn thì khoảng 8 năm. 8 năm là 8 năm. Không dài, cũng không ngắn. Dạ. Và trong suốt cái quá trình đó thì có khi nào mà mình không hiểu nhau không? Và nảy ra những cái mâu thuẫn mà mình nghĩ là tưởng chừng không thể nào có thể giải quyết được. Đối với vợ chồng em thì hình như là không có cãi nhau luôn á. Tại vì em rất là may mắn lấy được một người vợ lúc nào cũng thương em và hiểu em. Nhưng mà có một điều thì em cũng chia sẻ những chuyện khác á, là Quỳnh và mẹ ruột của em có những cái gọi là chưa có hiểu nhau. Và đặc biệt em là một người ở giữa. Khó nha. Và khi mà mẹ nói chuyện với em thấy mẹ đúng. Còn khi mà em về em nói chuyện với Quỳnh thì em cũng lại thấy Quỳnh đúng. Thì một thời gian á, em thật sự rất là khó xử và em cũng không biết như thế nào luôn. Em cũng không muốn làm cho mẹ buồn và cũng không muốn làm cho vợ mình buồn. Nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thì em đã ngồi lại và nói chuyện với hai người phụ nữ mà em yêu thương nhất. Và rất là may mắn là hai người phụ nữ đã hiểu nhau và đã kết nối được với nhau sau khoảng 4 năm. 4 năm không nói chuyện gì với nhau cả. 4 năm là mẹ và Quỳnh không nói chuyện với nhau. Dạ đúng rồi. Mà một cái câu chuyện nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái máu kinh doanh của Quỳnh rất là lớn. Ví dụ nhiều khi mà tụi em muốn làm cái gì đó, Quỳnh đều đưa ra một cái sự quyết định rất là mạnh mẽ. Và lúc đó thì cứ đưa ra quyết định đi, hai vợ chồng sẽ cố gắng cài để mà giải quyết vấn đề. Thì mẹ rất là xót em. Xót con. Đúng. Ví dụ em đi làm khuya này chứ dạ. Mẹ thì mẹ nóng ruột em. Cho nên nhiều khi mẹ nói chuyện với Quỳnh á, mẹ rất là cảm giác xót. Còn về Quỳnh á thì muốn cố gắng, muốn phấn đấu, muốn tiến lên. Bởi vì tụi em có 3 đứa con lận. Cho nên á là cái một cái khoảng thời gian gọi là em bị rất là khó xử. Đến bây giờ thì đã giải quyết được hết tất cả vấn đề im đẹp trong vòng khoảng 1 năm nay. Dạ. Rất là may mắn là và cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã hiểu nhau. Dạ. 8 năm trời thì chắc chắn là những cái cảm giác nó không còn như lúc mới yêu. Nó phải nguội đi bớt phần nào. Rồi ngoài ra còn có con cái, còn có công việc chi phối. Thế thì cách nào mình giữ lửa cho tình yêu? Vợ chồng quá quen thuộc với nhau rồi. Nhưng mà những dịp ví dụ như là 14 tháng 2 rồi kỷ niệm ngày cưới. Ý, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới luôn nè. Ủa? Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng em luôn nè. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi, xíu nữa thì về sẽ có một cái cây hoa được nhẹ nhẹ. Và vợ em thì lúc đó chiều em hết. Khi nào thấy em rất là mệt và áp lực với công việc cho nên về, ví dụ em hơi cọc một xíu, hơi quạo một xíu thì vợ em lúc nào cũng chiều em. Ví dụ lúc em sai thì em cũng cảm thấy là vợ em cũng chiều em hết mực. Trời đất ơi. Dạ. Rồi khi mà mình nguôi giận, mình thấy mình sai rồi mình có xin lỗi vợ không? Không xin lỗi. Không xin lỗi vợ luôn. Không xin lỗi có nghĩa là làm què cứ cười vậy là hiểu cái vấn đề là xin lỗi. Biết sai là, đúng rồi, đó. Xin lỗi nội tâm rồi. Khó nói. Anh xin lỗi, anh qua anh bậy quá, anh xin lỗi là không có. Nhưng mà thổ hàng vi thì mình tặng cây hoa, bây giờ dư giả rồi mình tặng cây vàng đi vợ vui hơn. Còn với chị Dạ thì sao ạ? Thì không biết là cái cách nào mà giúp chị và anh Đạt giữ lửa trong tình yêu. Trời ơi, đó là nhan sắc của chị. Chị em không thấy sao? Thực tế đi chị Dạ. Chị phải thực tế. Nói đùa vậy thôi. Thực ra là mình phải có tuyệt chiêu để giữ lửa tình yêu chứ đâu có để gọi là cái hạnh phúc mình nguội lạnh được. Thì cái cách mà Lâm Vy Dạ giữ lửa tình yêu nó cũng giống như gia đình Lâm, đó là luôn ghi nhớ những ngày kỷ niệm của cả hai vợ chồng. Không thể nào quên được ngày sinh nhật của tất cả các thành viên trong gia đình. Một điều nữa đó là một cái thói quen ở trong gia đình Dạ là cứ mỗi ai bước chân ra đường đều phải hôn các thành viên còn lại. Wow. Và khi trở về nhà cũng vậy. Và nhờ đó thì mỗi khi mà ai giận, ai buồn là mình biết liền. Bữa nào mà mình giận hay là mình buồn anh Đạt là mình không hôn anh Đạt, là anh biết liền. Và nó là một cái thói quen, một cái luật bất thành văn không thể thiếu trong gia đình Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Và ngay bây giờ là bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy đến với những chia sẻ của các cặp vợ chồng về con và những khoảnh khắc đáng yêu cùng con mình. Cái lúc mà em đón đứa con của em và Phương, bác sĩ mới nói rằng là mình phải lựa chọn giữa con, vợ. Thì lúc đó là cô ấy nắm tay mình theo cái kiểu là nắm như thế này nè, nắm chặt như thế này nè. Lúc mà cô ấy vừa mới mổ xong, toàn thể run rẩy và đón đứa bé,
của mình một cách rất là bình an, yeah, trọn vẹn. Và cũng không mất vợ, cũng không mất con, yeah. Đó là cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bản thân. Lúc mà vợ mình sanh con đau đớn mà kiểu lần đầu tiên mình thấy vợ mình bị trải qua một cái trường hợp như vậy, cũng có nói với vợ là nếu mà anh đau được cho em á là anh đau liền rồi, nhưng mà xin lỗi em là anh không có làm được chuyện đó, cho nên là chỉ cần em đẻ bánh giày, con gái em ở nhà sinh là bánh giày, thì chỉ cần em đẻ bánh giày ra xong thôi là tất cả mọi chuyện là anh lo hết. Phải tới ở cái mức độ tuổi này em mới cảm nhận được gần như là đầy đủ những gì mà ba mẹ đã từng trải qua, đã dành cho mình. Cho nên là em nghĩ cái món quà tinh thần lớn nhất mà em có thể dành cho con của em đó là sự tỉ mỉ, sự chăm sóc. Mọi thứ, tất cả mọi thứ em sẽ cố gắng phụ vợ em. Em nghe nói, em có đọc được là phải bao nhiêu tiếng là phải dạy hút sữa một lần. Đấy, thì những cái lúc đó em sẽ cố gắng không quạo, không bực và sẽ cố gắng phụ vợ em mọi thứ có thể. Em lo lắng thì cứ nói với em là không sao đâu, có chồng mà, sau này để chồng làm hết cho, tối là vợ cứ việc ngủ, em bé mà thức thì chồng dậy chồng thay bỉm, chồng cho em bé uống sữa. Ông chồng nào ông nào cũng hứa như vậy hết nha. 3 tháng rồi. Chồng em ngủ khá là trễ, thói quen sinh hoạt của chồng em lúc trước chưa có con á, nó đảo lộn lắm. Toàn là 2-3 giờ sáng, có khi 4-5 giờ sáng mới ngủ, mà ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Nhưng mà bữa nay thì sáng con dậy là anh cũng dậy. Theo em nghĩ thì chắc là chồng em dậy sớm. Có một đứa con thì nó sẽ là cho đàn ông mình sẽ có trách nhiệm lo cho con, rồi có thể là phụ vợ. Vợ thì thức ban ngày, mình thức ban đêm, để mình là thay phiên cho vợ để chăm sóc. Mà cái đó thiêng liêng lắm, cái đó cũng rất là hay. Cuộc sống của vợ chồng em là dường như là có thể nói là quá viên mãn rồi. Nhưng mà có một điều là em có một bé út bị bệnh á, thì em chỉ mong là một ngày nào đó bé nó hoàn toàn khỏe mạnh. Dạ, cái đó là cái điều mà vợ chồng em mong mỏi, với lại cả nhà được mạnh khỏe này kia là dạ, được. Cái này giống anh, bé nhỏ nhà anh vẫn chưa mở miệng nói được. 5 tuổi rồi, chưa nói từ nào hết. Mình là bố, mình về mình nói chuyện, con cố gắng mà bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có, nó chỉ cái âm ba ba nhưng mà là chưa phải là ý thức, chỉ là cái âm phát ra ba ba thôi. Nhưng mà mọi thứ nó đều bình thường. Bình thường. Chỉ có nói là chạy thôi. Nó chạy tung tăng này nọ kia là không nói thôi. Em bé cũng có một phần rất là lớn trong việc giữ lửa của gia đình. Em bé như kiểu là một người mà gắn kết không chỉ hai vợ chồng với nhau mà còn cả ông bà nữa. Kiểu là khi nào mà hai vợ chồng hơi cãi nhau một xíu mà nhìn vào em bé phát tự nhiên thấy mọi thứ nó rất là nhẹ tênh luôn ấy ạ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tập phát sóng đặc biệt của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chương trình Tâm Đầu Ý Hợp mang đến cho quý vị khán giả những giây phút giải trí thật là thú vị với những câu chuyện rất là dí dỏm và dễ thương của các cặp đôi. Và ngoài những nụ cười ra thì chúng ta còn bắt gặp được những giọt nước mắt của các khách mời khi đến với chương trình. Và chương trình Tâm Đầu Ý Hợp chắc chắn sẽ là một nguồn cảm hứng rất là quý báu cho quý vị khán giả về tình yêu và hôn nhân trong cuộc sống. Lâm. Dạ. Nếu như mà được nói lời cảm ơn và lời xin lỗi Quỳnh thì Lâm sẽ nói điều gì? Em cảm ơn trước đi. Cảm ơn trước đi. Chân thật, chân thành vào. Quỳnh ơi, anh cảm ơn em thật là nhiều vì cả thanh xuân em đều dành cho anh. Em chăm sóc, lo cho anh mọi thứ để anh có được mọi người yêu quý như ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì em cũng dùng hết khoảng thời gian của mình để chăm sóc các con. Và có một cái câu nói mà anh thường nói với em lúc mà hai đứa mình quen nhau là vợ chồng mình còn nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Những đứa con khờ làm động lực cho hai ta. Lỡ biết đâu sau này vợ chồng mình khấm khá, đôi tay này vẫn nắm chặt lấy nhau. Trời. Cái thơ đó là ở đâu ra vậy? Thì đó thì hay cũng viết. Cũng góp nhạc hả hay là? Thì cũng góp nhạc đồ này nọ. Nhưng mà cảm thấy là rất là thích hợp với hai vợ chồng. Quen nhau và bên nhau từ những lúc mà còn thanh xuân, còn những lúc mà hai đứa còn tay trắng, và đến bây giờ có đầy đủ tất cả các con ổn định rồi mà hai vợ chồng vẫn nắm chặt lấy nhau, vẫn cùng nhau nhìn các con khôn lớn. Quá tuyệt vời. Dạ. Rồi bây giờ mình đến với lời xin lỗi. Em xin lỗi gì chị?
Ý là em không xin lỗi gì Quỳnh. Ôi, không có đâu xin lỗi. Hồi đó vậy em không có làm gì có lỗi Quỳnh luôn hả? Xin lỗi nhiều lắm, mình xin kỳ lắm. Vợ chồng đang hạnh phúc thì bắt em xin lỗi. À, thì cảm ơn thì phải có xin lỗi. Không, mắc gì xin lỗi, nó bình thường cãi lộn rồi còn không xin lỗi, đây em chia sẻ rồi. Thôi nếu như em không xin lỗi thì tôi sẽ chọn lời xin lỗi với chú Hứa Minh Đạt. Dạ muốn gửi lời xin lỗi đến ông xã. Xin lỗi anh là bởi vì nhiều khi em cảm thấy là em không làm tròn trách nhiệm của một vợ. Mình không có dành hết thời gian cho gia đình, cho anh và cho các con. Anh và các con chấp nhận sống một cuộc sống khác thường để cho em có được cái sự thành công ngày hôm nay trong sự nghiệp. Quá hay. Rồi, cho hỏi về kế hoạch tương lai của hai vợ chồng. Kế hoạch là hai chồng đó là thích con. Hả? Là định nữa. Là định nữa. Đi hỏi thăm đồ này nọ. Nhưng mà bác sĩ nói là bị mỏng cái gì rồi đó. Mổ. Đúng rồi. Không có sinh được nữa. Cho nên dự định khép lại. Trời ơi, ba đứa con rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Thôi vâng à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng yêu của các cặp đôi, những lời nói yêu thương mà các cặp đôi đã dành cho nhau trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Thông thường á thì Đức Thịnh nghĩ rằng bất cứ một câu chuyện tình yêu nào cũng phải bắt đầu từ một cái điều gì đó, yeah, một cái kỷ niệm nào đó. Ví dụ như tình yêu giữa Đức Thịnh và cô Thúy là bắt đầu từ ly cà phê, còn giữa Lâm Mỹ Dạ và chú Đạt là bằng một cái ly rượu. Chồng em thường uống bia hơn là rượu. Tình yêu mình bắt đầu từ đâu nè? Em chắc em nghĩ là ở những chuyến lưu diễn ha. Đúng rồi, chứ là lúc đó người còn nở đó anh. Bây giờ nó teo bớt hay chị? Teo bớt nhiều rồi chị. Trời ơi. Vậy Quốc Nghiệp còn nhớ được những cái món quà nào mà mình tặng vợ khi mình đi lưu diễn về không? Có được anh đi công tác về, lúc đó là em chuẩn bị có bầu hùng tâm á. Thì ảnh về Valentine đầu tiên á, thì ảnh tặng em một cái hộp điện thoại. Cái hộp điện thoại thôi chị. Cái hộp thôi. Ủa chị là 100 không có điện thoại. Dạ, xong rồi em mở ra nói quái lạ, tại sao là ông này, sao mà cái này không phải tính cách của ổng, mà tại sao ổng tặng mình cái điện thoại chi ta. Mở ra cái que thử thai mấy ngàn đồng á chị. Câu chuyện tình Cao Minh Đạt cũng rất là thú vị. Wow, em cũng rất là háo hức muốn nghe. Phải nói sao ta, đó là một cái những cái ngày đầu năm 2013. Thì lúc đó là Đạt có đi ăn với anh nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Thế thì mình á, thì cái bàn của mình ngồi ở ngoài, còn bàn của bà xã là cũng đi, bữa đó đi với mấy chị bạn là ngồi ở trong nhà. Thì nói chung là nói chuyện với anh Việt Anh rồi với anh Sơn thì mình vẫn có cái cảm giác, như giác là hình như là mọi người trong bàn đó đang nói về bạn mình. À, khi mà bàn của bà xã đi về trước thì thế là có một cái người bạn mới đi tới bạn mình, nói anh Đạt ơi, chị của em muốn được chụp chung với anh một tấm hình làm kỷ niệm được không anh? Nói tại sao không? Tại sao không? Nó bình thường thôi. Thì thế là chút mới ra thì chụp. Mà mình cái điều đầu tiên mình nhìn ở cô ấy là khoảng lãng. Cái xong cái bạn đó mới nói nữa là anh ơi, anh có thể cho chị em xin số điện thoại được không? Nhưng mà cái này tùy ý anh nha, tại vì chị em muốn hỏi vậy thôi, chứ cái này cho em cho quyền của anh. Mình thì mình không có nói gì hết á. Đâu số điện thoại em đâu, lấy mình tự bấm số mình vô luôn. Rồi kể từ đó, sau đó là cái về cái mình lại nhắn tin cho cổ. Mình là người nhắn tin cho vợ mình nhiều hơn. Em kể tiếp cái câu chuyện hồi nãy của anh á. Thì vô tình thôi là đi ăn, thì mấy người bạn trong bàn á là cứ ngồi kêu em là qua cua Cao Minh Đạt đi, Cao Minh Đạt ngồi bên đó kìa. Em nói thôi, ai dám nghệ sĩ, ai dám cua. Gan quá, cua nghệ sĩ. Không dám cua mà xin chú ý. Trời phải táo bạo vậy đó em. Thầy giáo của trường đại học sân khấu điện ảnh, còn cái cô ngồi kế bên mình là học trò của mình. Cổ tới và cổ muốn học học kịch, học làm diễn viên, nhưng mà khi cổ gặp một cái người thầy vô cùng có lẽ là quyến rũ quá, quyến rũ đi ha. Tự cho quyến rũ Thịnh, tôi kết Thịnh cái câu đó. Thì tôi biết mà. Tự cho là quyến rũ thì cổ thấy là học diễn viên không hay nữa, học làm vợ hay hơn.
Cuộc hôn nhân của anh chị là bao nhiêu năm rồi ạ? Nếu tính từ khi mà chạm mặt tới nay cũng gần 20 năm. Chạm mặt 20 năm. Em có thể biết được cái giây phút chạm mặt đó nó như thế nào không? Nó hơi na ná, giống như trường hợp bên này. Thầy trò luôn hả? Không phải, huynh muội. Thật ra là vậy. Hồi lúc trước thì bạn này sau hai khóa, mặc dù thì tốt nghiệp là đồng nghĩa với bị đuổi ra khỏi ký túc xá, nhưng mà nhớ trở về thăm, trở về chơi thì vô tình gặp bạn ấy cũng là trong ký túc xá. Lúc đó cái chạm mặt, cái tự nhiên cái cặp mắt nó vậy nè. Cặp mắt anh là bụi vô hay sao anh? Thường ta nói là cặp mắt lé lên phải không? Còn này anh nói là cặp mắt anh lé luôn. Lé là chớp. Bắt đầu chạm với điện là từ đó là phải lòng luôn. Cái hàng ngày cứ đến ký túc xá đeo đuổi. Nói chung là ta nói là gì, đẹp trai không bằng mặt da trai gì đó. Đẹp trai không bằng trai mặt. Trai mặt đúng rồi. Em đi vào thành phố Hồ Chí Minh để học hát. Xong rồi chồng em thì đi du học về. Thì chồng em kêu là chị cứ đi chơi, cho em đi chơi chung với. Tại vì em mới về không có bạn đó. Cái hai chị em đi chơi cũng chị em như bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà tự nhiên vài năm sau gặp lại. Xong cái tự nhiên em thấy sao em của em nay nó lớn quá. Xong cái em thấy em đẹp trai ngon. Dạ xong cái dạ thế là tụi em yêu nhau rồi. Thế còn cặp đôi anh Tài, các bạn nhớ được cái nhân duyên nào mình tìm thấy nhau không? Dạ nhân duyên mà tụi em tìm thấy nhau là qua con đường một đêm say xỉn. Tức là sẽ có một người chuốc rượu một người dạ không, hai đứa chuốc nhau, đứa tự chuốc nhau. Trong cơn say ta đến bên nhau. Đúng rồi, người ta tự chuốc nhau, có mình em chuốc Đạt thôi đấy. Đây có khách mời mà. Ôi, ai cũng biết là em chuốc người ta rồi. Trời ơi, em có chút chuốc chồng em đó được chưa? Dạ. Bài hát của các bạn mà nhân vật nữ trong bài hát đó có phải là cái người đang bên cạnh của các bạn hay không? Đây chính là nàng thơ cho âm nhạc của em. Wow. Thật sự hai vợ chồng em cũng là fan ruột của ca khúc Hoa Nở Không Màu. Thế thì nàng thơ của anh cũng là người đã khơi nguồn cảm hứng để anh viết bài ấy à? Tức là bà xã của em ngồi đây là người yêu cũ của em. Hiểu. Người ta nói là tình cũ không rượu cũng tới là đây đó hả? Chứ là hai vợ chồng quen đến đây là được 11 năm rồi. Cưới thì được gần 4 năm. Dạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian còn quen nhau thì có một cái trúc trắc. Đúng. Nó khiến cho người yêu của mình thành người yêu cũ. À. Và ở trong cái khoảng thời gian mà thành người yêu cũ đó thì có rất là nhiều cái câu chuyện cảm xúc nó xảy ra. Em viết những ca khúc của mình đó thì em lấy cái cảm hứng từ cái khoảng thời gian đó để em viết những ca khúc buồn. Hay đúng không? Dạ. Xin phép gửi đến anh Thịnh, chị Dạ và anh Duy, chị Trang một đoạn trong bài hát Hoa Nở Không Màu. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương xin mình. Cho mình hỏi bây giờ nhìn lại thì anh muốn cảm ơn vợ về điều gì? Để mà cảm ơn á thì nói không hết. Xin lỗi. Không sao. Em muốn cảm ơn vợ em là quy gọn trong 4 chữ, đó là nhẫn nại, chịu đựng, hy sinh và tha thứ. Hôm nay giống như là một cái bài test cho một cái mối quan hệ kéo dài 15 năm của hai đứa. Và cảm thấy rất là hạnh phúc vì cả hai vợ chồng là đã chạm thấy nhau được nhiều thứ và nó đang là trên một cái đường đi rất là đúng á. Hy vọng em còn sẽ có rất là nhiều cái sinh nhật và rất là nhiều năm hạnh phúc cùng nhau. Nhân cơ hội này thì em xin cảm ơn anh Trường đã nhường nhịn yêu thương em suốt thời gian vừa qua. Em cũng rất là thương anh, em cảm ơn anh.
Vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng yêu và dễ thương của các cặp đôi khi đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Hy vọng là thông qua những tập phát sóng của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, những chia sẻ rất là thú vị của Lê Dương Bảo Lâm cũng như là Lâm Vĩ Dạ, thì chúng ta sẽ có những cặp đôi mới, những cái năng lượng mới đến với chương trình để chia sẻ về cách yêu cũng như là cách chịu lửa trong tình yêu và hôn nhân. Ngày hôm nay thì Lâm Vĩ Dạ xin cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm rất nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Quý vị ơi, hãy nhớ chương trình chúng tôi là chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, để giờ đây còn lại chúng ta một tình yêu.